anh chàng này đụng độ phải bọn thợ săn phi pháp ở châu Phi, còn đối đầu với một con sư tử khát máu, cuộc hành trình trốn chạy bắt đầu. Cuối cùng anh chọn đối mặt chiến đấu với con quái thú, kết quả sẽ thế nào đây? Đám thợ săn này đang bắn hạ một đàn sư tử. Sau khi phát hiện một con sư tử đã trốn thoát, chúng chia nhau ra đi tìm. Tên này phát hiện một dấu chân sư tử rất to dưới đất. Sau khi đem xác bọn sư tử lên xe, tên này đi tìm đồng đội thì phát hiện đồng đội bị thương rất nặng, người đẫm máu, mặt bị cào nát. Khi chạy trốn hắn bị mắc vào bẫy thú, sau đó một con sư tử nhảy vào. Anh này là Nate, anh đưa hai con mình đến châu Phi du lịch vào mùa hè. Vừa đến nghỉ chân ở quán nước thì bạn anh ta là Martin đến đón. Sau khi về nhà Martin họ ăn uống nghỉ ngơi. Sáng hôm sau Martin đưa Nate và hai đứa con đi tham quan khu bảo tồn. Châu Phi trông thật hoang dã và oai hùng. Đến nơi họ gặp Benny là người theo dõi hoạt động của khu bảo tồn. Đàn sư tử đó tên là Nandi. Khi Martin lại gần chúng chạy lại vui đùa với anh. Nhìn có thể biết anh đã nuôi nấng chúng từ nhỏ. Con sư tử cái bị thương khá nặng ở chân, anh định lại xem vết thương. Nhưng bọn chúng khá đề phòng, có lẽ vết thương do bọn săn trộm gây ra. Sau đó họ ra về tiến thẳng vào phía ngôi làng. Nhưng khi đến nơi bọn họ không thấy người dân nào. Khi vào trong Martin bảo Nate không được để con nít vào trong. Sau khi dặn dò con gái, Nate tiến vào thì thấy xác người lê liệt. Trên người toàn vết cào, có lẽ là do sư tử gây ra. Martin khá bất ngờ vì đàn sư tử Nandi chưa bao giờ tấn công con người. Họ rời đi để tránh nguy hiểm. Trên đường đi họ thấy một người đang ra hiệu cầu cứu. Người ông ta bê bết máu. Lúc này Martin thấy tiếng động nên vác súng đi xem. Nate ở lại lấy dụng cụ y tế sơ cứu cho người đàn ông gặp nạn. Nhưng anh ta không qua khỏi. Sau khi đuổi theo vào rừng, một đàn chim gây tiếng động làm cho Martin giật mình. Tiếp đó một đàn cá sấu lội nước cũng khiến anh giật mình. Phim này mấy em không phải diễn viên chính nha. Martin tiến ra giữa dòng sông thì con sư tử tấn công từ phía sau. Nate nghe thấy tiếng súng vội đi về hướng đó xem sao. Đột nhiên anh quay lại và chạy thục mạng về hướng chiếc xe. Thì ra đó là con sư tử đã may mắn sống sót ở đầu phim. Sau một hồi tấn công, nó đã làm bể một chiếc cửa kính. Nó tóm được chân của Nate và kéo ra. May mắn lúc này, cô con gái đã lái chiếc xe đâm thẳng về phía trước nên anh may mắn thoát nạn. Vì vụ va chạm hồi này nên chiếc xe không nổ máy. Đột nhiên chiếc bộ đàm reo lên thì ra đó là tiếng của Martin. Anh ấy vẫn còn sống nhưng chân đã bị con sư tử cắn nát. Vì mất máu quá nhiều nên anh hoa mắt chóng mặt. Nate hướng dẫn anh cách cầm máu. Nate ở bên này cũng nghe thấy tiếng hét của Martin. Anh quyết định mang đồ đến ứng cứu. Không ngờ lúc này con sư tử đang nhìn chằm chằm vào Martin. Nate vẫn quyết định lấy khẩu súng thuốc mê dự phòng để giải cứu Martin. Lúc này Martin thông báo không thấy con sư tử đâu nữa. Thế là Nate quyết định leo lên nóc ô tô để tìm kiếm con sư tử. Sau một hồi tìm kiếm nhưng không thấy, Martin chỉ chỗ mình gần một cái chòi của thợ săn. Đứa con gái lớn thấy chiếc chòi thì vội lao về hướng đó để cứu Martin. Lúc này con sư tử đã vòng ra sau vách núi. Vì quá hoảng hốt nên Nate bắn trượt phát đầu tiên. Chưa kịp thay đạn thì anh bị nó vồ rớt xuống xe. Anh vội chui xuống gầm xe để tránh móng vuốt sắc nhọn của nó. Lúc này đứa con gái lớn đã đến được chỗ của Martin. Nate đang giằng co để lấy lại súng thì may mắn đứa con gái trên ô tô đã cắm vào người con sư tử một mũi thuốc mê. Con sư tử đã bỏ đi. Ngay sau đó đứa con gái lớn đã đưa Martin về chiếc xe trên đỉnh đồi. Sau khi sát trùng và khâu vết thương, Martin đau quá nên ngất đi. Bên ngoài con sư tử đã trở lại, tác dụng thuốc mê đã hết. Đêm khuya Martin tỉnh lại, anh nói về sự kỳ lạ của con sư tử. Nó tấn công nhiều lần nhưng lại không ăn thịt con mồi. Điều này có nghĩa con sư tử tấn công không phải vì đói, mà là nó căm thù con người. Nguyên nhân có thể xuất phát từ những tay săn trộm mà ra. Khi họ đang ngon giấc thì một chiếc ô tô tiến đến. Nhưng không phải cứu viện mà bọn chúng là những tên săn trộm. Bất chấp điều đó, Nate vẫn cầu xin họ và hứa sẽ trả cho họ 5.000 đô nếu họ cứu giúp. Nhưng khi chúng thấy Martin thì chúng cực kỳ phẫn nộ. Vì Martin làm nghề chống săn trộm, bọn chúng lao vào đánh anh thì đột nhiên con sư tử xuất hiện. Nhân lúc sư tử đang tấn công bọn chúng thì Nate định cướp xe nhưng lại không thấy chìa khóa. Nate quyết định phải tìm tên cầm đầu vì hắn đang giữ chìa khóa. Anh di chuyển thật nhẹ nhàng vì con sư tử vẫn ở quanh đây. Đang trốn dưới gốc cây thì đột nhiên bộ đàm phát tiếng con gái anh. Anh phải đạp bộ đàm xuống đất, con sư tử tiến tới không thấy anh đâu. Hóa ra anh đã trốn trên cây, lúc này một bé Na xuất hiện. Anh nhanh trí tóm cổ bé Na, ném xuống lưng con sư tử. Sư tử thấy thế cũng chạy bỏ đi, Nate quyết định di chuyển dưới dòng sông, để tránh sư tử chú ý. Không ngờ giác quan sư tử nhạy bén chạy lại đánh hơi. May mắn lúc này con anh bấm còi ô tô inh ỏi nên anh thoát nạn. Lúc này anh tiến tới sát tên thủ lĩnh lấy chìa khóa, nhân cơ hội thó luôn cây súng.
Còn sư tử di chuyển theo tiếng còi về phía ô tô. Nó tấn công quá dữ dội nên Martin giữ đầu nó để hai đứa nhỏ chạy. Hai đứa nhỏ vừa xuống xe thì chiếc xe lao xuống vực. Sau khi rơi xuống, con sư tử đi khập khiễng, nhưng nhận ra Martin chưa chết nên nó quay lại. Martin thấy vậy lấy Zippo mồi một ngọn lửa nổ tung chiếc xe. Khi này Ned quay về thấy đứa con gái lớn bị thương. Anh vội cầm máu và hỏi tình hình. Sau khi biết rõ sự việc, anh đi về hướng dưới đồi, thì thấy chiếc xe đang bập bùng. Biết Martin đã chết nên anh rất buồn. Sáng hôm sau họ đi trên chiếc xe lấy được từ bọn săn trộm, rất nhanh đã về được lãnh thổ của đàn sư tử Nandi. Ned quyết định đưa con gái vào một ngôi nhà của bọn thợ săn để xử lý vết thương. Sau khi băng bó, Ned quyết định đi tìm nước uống. Không ngờ con sư tử vẫn chưa chết mà đã đuổi theo kịp đến đây. Ned nghe tiếng gầm vội quay lại đuổi con sư tử đi. Biết nó không từ bỏ, Ned quyết định liều một phen. Anh tiến đến tạo sự chú ý và dụ nó khỏi đó. Nó lao vào cắn xé điên cuồng, anh chống chọi kiên cường. Cố gắng mãi mới đâm nó được một nhát, nhưng có vẻ không si nhê gì lắm. Lúc này hai con sư tử của đàn Nan đi thấy mọi việc, nên lao vào tấn công công sư tử kia. Hai đánh một không chuột cũng què. Lúc này anh bỏ về phía gốc cây, thì quản lý khu bảo tồn đến bắn thuốc mê mấy con sư tử. Khi tỉnh dậy anh thấy mình nằm ở viện trên người toàn vết thương. Bên cạnh là hai cô con gái vẫn bình yên vô sự. Sau khi bình phục họ chụp một bức ảnh tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hãy đăng ký, like, share để ủng hộ Sóc Nâu nhé.